50 năm rồi. Wow. 50 năm luôn. Là cũng làm từ nhà này luôn. Không, 50 năm mình làm chủ nhà khác. Dạ. Nhà khác là mấy năm mình về đây của mình 48 năm rồi. Wow. Chào mừng quý vị và các bạn. Hiện tại là mình đang hôm nay đi thay yên xe. Đây. Tiệm thay yên xe nằm ở 87E Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh ha. Đó, chỗ này, cơ sở này làm rất là uy tín luôn. Ở bên đây là chị này đang tháo yên của chiếc cúp. Đây. Tự nhiên con tới cái đồng quá trời. Đây là cúp 50 ha. Rất là bền luôn. Vẫn còn nguyên cái máy nhật ở đây. Chiếc này chưa thay cái gì hết luôn. Xi nhan nè, áo vàng áo vẫn còn. Đồ cổ. Này là yên xe em á anh. Đúng rồi. Giờ yên xe mình là phải may. May lại. Ở đây là cái, đây là cái yên của mình nè. Đó. Thì bây giờ nó đang làm khóa thân ha. Đó, thì lát nữa thì sẽ đắp cái lớp da lên. Ủa mấy cái đen đen này là nó bị móc hả cô? Ở đây là mình có nâng cái yên lên không cô? Có. Dạ. Là độn thêm một lớp nữa hả? Có, độn thêm một lớp nữa. À không, con hỏi trước vậy đó. Dạ. À. Tại vì có mấy người bạn họ cũng muốn độn lớp á. Độn, độn yên lên. Độn muốn lên là bằng mới. Dạ. Muốn độn con thì cái gì cô cũng làm được á. Dạ. Ủa mình bọc miếng kiến đó chi vậy anh? À. Hay vậy.
nhau trong đời không những việc mà tôi xin nhớ em. Ủa mình xấy chi vậy anh? Thank you.
Dạ. Rồi bây giờ là mình thay xong thì cái đây, cái yên xe đây ha, rất là đứt luôn, tại vì ngồi xe mà nó trơn hoài nên là phải thay. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu quý vị thích video này hãy like video và subscribe kênh của mình nha. Hiện tại là tiệm này nằm ở số 87E, đúng không? Ừ, 87E Đinh Tiên Hoàng, Vạn Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn.